Chào các bạn. Chào anh em, bộ sim cân chỉnh nha. Cân chỉnh máy, cân chỉnh các cái thiết bị quay, cân chỉnh đồng trục, đồng tâm. Đồng trục, đồng tâm trục. À, thì có rất là nhiều thiết bị liên quan đến cái vấn đề cân chỉnh đồng trục. Ví dụ như bạn phải cần đến thiết bị cân chỉnh bằng laser hoặc là cân buly, hoặc là bạn đo độ rung xong bạn kiểm tra là bạn cân chỉnh lại thì bạn đều phải cần đến cái miếng sim này. Thì thông thường dân dã nhất thì chúng ta hay cắt bằng tôn, nhưng mà tôn thì nó có một cái dở, tức là nó bằng cái đó cũng có nhưng mà nó sẽ không chính xác về độ dày, và thứ hai nữa là nó dễ bị đứt ở các cái góc. Để đứt cái góc như thế nào thì một xíu nữa mình sẽ nói ở trong bộ này. Thì Betech họ có rất là nhiều bộ sim khác nhau. Nghĩa bạn tra trong tài liệu bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều kiểu sim khác nhau, và cũng khá mất thời gian để mà mình hiểu được, vì cái kiến thức của họ ghi ở trong đây tương đối là cô đọng, vì nó có hai loại cái sim cây này là cây AB, cây là cái hộp ấy. Cái vali này là vali AB, à, kiểu AB, thì nó có kiểu ABC và kiểu ABCD và kiểu E nữa, thì nó liên quan đến kích thước của cái vali lớn nhỏ rồi số lượng lá sim nằm bên trong. Bạn sẽ thấy là ở trong bảng này nó có rất là nhiều bộ. Thì cái mà mình đang có trên bàn đây thì cái này nó sẽ là AB10-9, thì nó sẽ có tổng cộng là 180 lá sim, thì nó có rất là nhiều kích thước khác nhau. Bạn thấy như ở đây nó có 0.025, nó để bỏ trống thì có nghĩa là không có. Thì ở đây nó sẽ có độ dày tương ứng là 0.5, à 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.7, 1.223 là độ dày ấy, mm. Thì đối với sim, lá sim thì nó sẽ có một vài kiến thức, một vài thông số kỹ thuật các bạn phải quan tâm là độ dày. Quan trọng nhất vẫn là độ dày, sau đấy là cái kích thước của sim, là cái kích thước lớn hay nhỏ. Nó sẽ cứ là bạn sẽ nhét vào cái chân máy nó có phù hợp hay không. Đó, thì họ bỏ trong cái vali như vậy. Vali chống nước luôn nha các bạn. ABS IP67 luôn này bạn, rất là răng làm kín của nó rất là tốt. Thì nó không ẩm ướt thì nó không có bị hư cái lá sim. Đó, thì họ bài trí như vậy. Thì cái hộp cái vali này nó sẽ cho dùng chung cho cái cả sim ABC luôn. Thì bên đây nó cũng còn bể trống để cho các bạn bổ sung thêm, hoặc là các bạn mua một cái bộ khác thì nó vẫn dùng cái cây cái hộp như thế này. Cái vali như vậy nhưng mà nó có thêm các cái size ở đây, thì tùy theo bộ và tùy theo nhu cầu, chúng ta mua theo nhu cầu chứ chúng ta không mua theo số lượng. Nhu cầu nó sẽ quyết định số lượng. Và thì mỗi một cái đồ dày khác nhau ở đây thì người ta thì ký hiệu ở trên đây bạn thấy là ký hiệu là sim A này, sim B này và sim C, thì cái size đây để dùng cho bạn để size C. Sau này bạn mua về bạn có thể mua từng cái rời về bạn bổ sung vào đây cũng được. Thì size A thì tương ứng với kích thước bên ngoài của nó là như là 75 x 75, thì bạn cứ rút ra thì mình lấy cái này dày ra cho nó dễ, cái này 2 ly này. À, thì nó sẽ có cái độ dày của cái này là 2 ly, hoặc khác đây là 2 mm, thì nó có kích thước của cái này là 75 x 75, và cái lỗ chân bu lông ở đây trong đây này như là M12 và bao nhiêu, thì nó sẽ có một cái bảng như này, và các bạn có thể truy cập vào website hoặc là bạn download cái catalog về bạn tra cho nó dễ, chứ không có mò thì nó không hồi lâu. Để sim mini là sim A, sim đây mình thấy nó có kích thước ABCD này. À, thì tương ứng như cái nhỏ nhất là M8, M12, M20, M30, M42, thì tùy theo kích thước chúng ta có. Nếu chúng ta có ở đây là sim A và sim B thì nó sẽ có tương ứng kích thước là 50 và 75. Như vậy thì cái này sẽ là 50 nha các bạn. Cho anh mở cái thước kẹp đi. Cái này sẽ là 50. À, và cái chỗ chân bu lông ở đây thì đối với sim này là sim M là M12. Cái chân bu lông này, cái kích thước này nó sẽ vừa vặn với lại cái chân máy. Nó có cái chữ V như này để mình đưa xỏ vào cái chân bu lông này, nó sẽ dễ xỏ hơn. Và cái lỗ để cho bạn móc cái cây khui sim ở đây, bạn kéo nó ra. À, thì nó sẽ có độ dày đây thì đắt tiền hay không chính là cái độ dày này. Rất là chính xác. À, thế rồi cái này nó sẽ là 50 này. À, cái này 50. À, còn chân bu lông là M12. Tương ứng như vậy size B này thì nó sẽ là... sim size B sẽ là 75 x 75, đây là size B này. Mình cứ lấy miếng giày ra cho nó dễ, là để cầm mấy ngày mấy miếng lá này nó mỏng quá, mình cầm nó cũng khó. Đó, thì size B thì kích thước của nó sẽ là 75 x 75. Đó. Đó, và độ dày của cái này là 3 ly thì rất là chính xác, tất nhiên là kỹ thuật đo của mình thì không giống như người ta đo trong phòng thí nghiệm đâu. Đó, 3 ly. Lỗ chân bu lông ở đây sẽ là M20, chân bu lông đây là M20. À, thì khác giữa cái giữa sim mà người ta làm sẵn cái miếng như thế này, nó khác với lại sim mà chúng ta mua miếng tôn và hay là của tấm cuộn inox về chúng ta cắt ra. Cắt ra thì chúng ta sẽ không bao giờ cắt được cái chỗ này nó tròn, vì cái này người ta gia công bằng máy CNC, không bao giờ cắt được cái góc này nó tròn, các cái góc này.
À, không bao giờ nó ấy được, bàn cắt bao giờ nó cũng sẽ có cái vết dao và cái vết nhọn, góc nhọn như này thì chính là cái chỗ nó dễ bị phá hủy. Thì sim inox thì chúng ta để trong cái chân máy thì luôn bằng inox nó giảm cái thời gian reset. À, bạn rất là khó cắt cái góc này, nó bằng quan trọng nhất là chỗ này vậy thôi. Còn như tất nhiên là cắt bằng sim, bằng cắt thì kéo thì nó sẽ kinh tế hơn nhưng mà nó rất là mau hư. Thì đó là sự khác biệt giữa cái sim mà người ta cắt bằng máy CNC và bằng cắt bằng tay. À, thì nhiều loại, thì bộ này là 180 lá, thì mỗi cái nó sẽ có cái số lượng kích thước thì các bạn tra trong website của mình thuyết minh rất là chi tiết. Bộ này giá tiền nhiêu ta? Bộ đầu tiên đấy. Như hai mấy triệu? 36 36 triệu rưỡi hả? Rẻ hả? Bằng chiếc Airblade mấy?